xe thì nhìn đẹp thế này và chả trang bị gì, cái đời xe gì, đi cái gì đi đấy xe ô tô xe tôi đi. Ông nào đi đi lang thang rồi trong này này thì đẹp. Trước cái xe bây giờ xe đẹp thế này ông coi này, thiếu màu lăng, thiếu cái ngủ này ông thấy đau lưng không? Thiếu cái gì? Tôi trước giờ tôi đi cái này thì có cái gì đâu mà thiếu. Ừ, xe chạy bình thường này. Ông biết tôi là ông có biết tôi là ai không? Ông là ai? À, em bán mấy cái vô lăng lên ạ. Đây, anh ngồi vào đây. Đây, em sẽ làm cho anh cái lưng này nó sướng này. Đấy, cứ ngồi yên đi. Ôi, đợt, cái gì đấy? Giờ bán dạo phải nhân tay nhân tinh. Mà ông làm đây, cái gì? Đây, anh giữ cái lưng này. Đấy, ngon chưa? Êm nhỉ? Êm đi. Đó, đi xe cái này sắm mấy trăm triệu được, mà cái mấy này 100-200 ngàn nó không sắm được. Nhưng mà tôi biết mua ở đâu bây giờ? Thì em đang bán đây, với hai lời em giờ ông đi bán dạo cái này à? Bán dạo cái này luôn, giờ nói chung là em làm nghề luôn. Đây, cao su non này, mềm mại thấy chưa? Nhưng mà cái này đắt lắm, nghe nói là trên cái này đắt lắm. Bằng một tô phở thôi. Cái gì bằng tô phở? Hơn tô phở tí, ông nhìn ăn sáng hai bữa ông mua được cái gì đâu mà. Ôi cái này cái gì đây? Sport. Ừ. Nhưng mà cái này nó bằng cái gì đây mà sao nó đạt hồi kinh thế nhỉ? Cao su non. Cao su non à? Ừ. Đấy, ngon lần chưa? Nhưng mà cái này nó dơ khó giặt lắm. Giặt được, đầy đủ hết. Giặt được sao mà giặt được? Sáng nay được, sáng nay chạy được quốc nào chưa? Chưa. Coi như cái này tháo mở ra giặt được à? Đấy. Đấy, đem mà giặt này, ngon lần cân đau. Đấy, đây ngồi đi, ngồi đây. Đây. Thấy chưa? Trang bị đi xe mấy trăm triệu mua được, mấy cái này không mua được. Còn cái vô lăng này. Nhìn đâu mà nó nhìn như nhắt bấy khách khứa nào mà người ta đi. Ừ, đúng rồi, cái vô lăng này nó hơi nhìn xấu. Nhìn vô nó lịch sử lịch thiệp như này. Ở đó tôi mượn tôi thử, tôi lắp thử cái này. Lắp thử coi nó hết vô đông lúc liền. Đấy. Ngon lành chưa? Ủa sao nhìn xe nó cứng cáp đấy nhỉ? Ủa ông bán cả cái này à? Bán luôn đi, đây tôi luôn ba chuyên là quyền vô lăng, là chuyên cái ghế này. Rồi tí nó không thiếu gì tôi bán tiếp. Hay là cho tôi mai tôi đi bán cùng ông ấy. Nó sao vậy? Hả? Bán thôi, ai mà truyền nghề cho đây. Giờ đi chạy ráp đi. Ôi thôi cứ để tôi lấy cái này tôi. À lấy cái này hả? À? Ờ lấy cái này. Ở lấy cái này không? Cái này nhưng mà có đắt không? Không đắt đâu, có mày nhìn ăn hai bữa ăn sáng, ba bữa ăn sáng là mua được thôi. Thôi cố. Cố đi, nhưng cố. Mà cố em, nó, thôi đi. À, đây bao nhiêu tôi trả? Lại bao nhiêu đâu mà. Có bao nhiêu đứa bấy nhiêu. À mà tôi gần hết cái này rồi nên nước hoa à, ông còn không? Ông xài nốt ngày mai đi. Hôm nay tôi không có đem đi, đem vô lăng mấy cái này nhiều quá. À. Mà mai tôi ghé rồi tôi đem nước hoa luôn cho. Rồi ok, cái này trả tiền. Giá rẻ, hơi nhiều nghỉ nha. Rồi.